Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin ngày mới sáng thứ Hai ngày 15 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá kết quả dự án hỗ trợ xây dựng mô hình điểm hội nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Quảng Nam. Farm Trip Philippines cơ hội thu hút khách từ thị trường 109 triệu dân. Thưởng trà trên cao nguyên Mộc Châu. Thưa quý vị, sáng nay kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc. Kỳ họp lần này diễn ra theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18 tháng 1. Bốn nội dung quan trọng được xem xét thông qua tại kỳ họp này gồm dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung, tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, sau khi được tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật đất đai trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi bổ sung tại 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, rà soát kỹ lưỡng, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 18 nội dung chính, trong đó có quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, sau khi được tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 15 chương 210 điều. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 bỏ 4 điều, bổ sung 11 điều, giữ nguyên 15 điều và chỉnh lý kỹ thuật các điều khác. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 1 tại xã Tâm Dân, huyện Phú Ninh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả dự án hỗ trợ xây dựng mô hình điểm hội nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn tại tỉnh Quảng Nam năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại Quảng Nam, dự án được triển khai tại xã Tâm Dân với 600 hộ, mỗi hộ được trao một thùng đựng rác hữu cơ 120 lít, trao cho cộng đồng hai thôn Chương Đàn và Đàn Trung 55 thùng đựng rác, dung tích 240 lít, 10 xe vận chuyển rác và chế phẩm ủ rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ vi sinh, tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng, địa phương đối ứng thêm 500 triệu đồng để thực hiện mô hình. Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp Trung tâm Môi trường Nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập huấn cho 600 hộ dân của xã Tâm Dân thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, kỹ thuật lây men xử lý chất thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó giúp hội viên nông dân tham gia thu gom xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày, góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Qua kiểm tra đánh giá của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tại hộ gia đình và địa bàn dân cư, người dân tích cực hưởng ứng tham gia mô hình, nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2024, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai hợp phần 2 của dự án trên địa bàn xã Tâm Dân. Hôm qua, xã kỷ niệm 20 năm thành lập xã 27 tháng 1 năm 2004, 27 tháng 1 2024, được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Đại Lãnh cũ, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhân dân và cán bộ xã Đại Hưng đã đoàn kết chung sức, chung lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Từ đảng bộ khi mới thành lập chỉ có 8 chi bộ với 70 đảng viên, đến nay phát triển thành 14 chi bộ với 162 đảng viên. Cơ cấu kinh tế của xã là nông lâm nghiệp chiếm 37,27%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản chiếm 32,41%, thương mại dịch vụ chiếm 30,32%. So với năm 2004, tỷ lệ tương ứng là 64,5%, 13,6% và 21,9%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2023 đạt gần 50 triệu đồng mỗi người một năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 32,8 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với thời điểm khi mới thành lập xã. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An. Sách huyện hơn 7,1 tỷ đồng. Hai khu tái định cư này có diện tích xây dựng gần 6 hectare, bố trí khoảng 190 hộ, trong đó bố trí trước cho 104 hộ di dời khẩn cấp. Hiện nay, đơn vị thi công đang thực hiện hạng mục san nền, kè đá học, hệ thống giao thông, mương thoát nước thải. Khối lượng ước đạt 30% so với hợp đồng. Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng dự án để sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở. Ông Trần Văn Noa, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Nam cho biết, từ năm 2018 đến năm 2023, ngân sách tỉnh đã chi hơn 63,7 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP. Qua 6 năm, chương trình này thu hút 314 chủ thể là các tổ chức kinh tế khác nhau tham gia, trong đó có đến 5 hợp tác. Tổng 395 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, gồm 334 sản phẩm hạng 3 sao và 61 sản phẩm hạng 4 sao. Trong số sản phẩm đạt chuẩn OCOP có 293 sản phẩm thực phẩm, 32 sản phẩm đồ uống, 23 sản phẩm dược liệu, 45 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 2 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Điều đáng ghi nhận, thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại ở nhiều địa phương, các sản phẩm OCOP của tỉnh đã có dịp quảng bá, giới thiệu trên sàn điện tử và các quầy hàng bày bán trực tiếp. Thưa quý vị, năm 2023, công tác tuyên truyền cải cách hành chính được tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ với nhiều cách làm mới nhằm hướng đến sự nâng cao nhận thức, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Và chuyển đổi số năm 2023 do Sở Nội vụ với các cơ quan sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuyên truyền định kỳ trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng trang thông tin điện tử của các sở ngành địa phương. Năm 2023, hoạt động kiểm tra giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng luôn được Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Qua kiểm tra, đa số các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng, quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định 156 của Chính phủ. Trong năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra 3 đợt tại 11 đơn vị chủ rừng và 12 ủy ban nhân dân các xã được giao quản lý bảo vệ rừng. Kiểm tra 5 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, giám sát 2 đợt tại 2 đơn vị chủ rừng. Qua kiểm tra, đa số các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị chủ rừng đã thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng, nhóm hộ nhận khoáng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được thực hiện kịp thời và đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết. Đã thực hiện công tác giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trực tiếp đến cộng đồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang và tại Ban Quản lý khu bảo tồn loài Sao La. Các chủ rừng đã chi trả kịp thời và niêm yết công khai danh sách cộng đồng, số tiền chi trả tại Ủy ban Nhân dân xã để cộng đồng được biết. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch bởi những ruộng cải trắng tinh khôi, hoa dạo quỳ vàng rực, mà còn bởi những đồi chè xanh mướt bạt ngàn. Các sản phẩm từ cây chè không chỉ cung cấp nguyên liệu cho những sản phẩm chè xanh trứ danh, đem lại nguồn kinh tế lớn cho người dân. Cao nguyên Mộc Châu từ lâu được ví như nàng thơ của núi rừng Tây Bắc với những đồi chè xanh bát ngát.
cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Đến đồi chè vào buổi sáng, du khách có thể tận hưởng hương chè thơm ngát thoang thoảng trong gió và cảm nhận mùi hương thanh khiết của cỏ cây núi đồi. Thế trên này không khí rất là dễ chịu này, mát mẻ. Chè thì trồng ở đây sản xuất rất là nhiều ấy. Còn đặc biệt là còn có cả hình trái tim nữa. Em cũng chưa thấy ở đâu mà nhiều như vậy. Thì cái Mộc Châu nó có một cái khí hậu. Một ngày mới bắt đầu trên cao nguyên với những người công nhân hái chè. Những búp chè xanh tươi nhất được chọn lựa thủ công từ những bàn tay lao động kinh nghiệm và đầy tâm huyết. Một tôm, hai lá, một cá, hai chừa. Nó là dưới cái cá là một cái cá và hai cái lá chừa. Đấy là để đảm bảo sinh trưởng cho cây chè về lứa sau. Lá chè tươi sau khi hái về nhà máy sẽ trải qua các công đoạn phơi nắng, sấy, ủ lạnh, ép sấy và đóng gói tùy theo từng loại chè thành phẩm. Tất cả các công đoạn được thực hiện thống nhất với độ chính xác cao. Cây chè đã tạo thu nhập và việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Với cái đặc điểm khí hậu của Mộc Châu á, là nó nắng, nóng có thể ban ngày thì nóng, nhưng mà ban đêm thì lại rất lạnh. Nhiệt độ trung bình trên cao nguyên Mộc Châu nó rơi vào khoảng từ 18 đến 22 độ C, cho nên là cái chất lượng của cây chè rất là tốt. Bây giờ cây chè còn cho giá trị kinh tế về mặt du lịch. Tất cả du khách đến Mộc Châu thì không ai là không đến tham quan đồi chè cả. Theo các nghệ nhân pha trà nơi đây, để có một ấm trà ngon, trước tiên phải lưu ý đến các bước nhất nước, nhị trà, tam pha và tứ ấm. Nhiệt độ nước thì mình không để quá cao mà cũng không quá thấp. Thì mình đổ từ 85 đến 90 độ C thì để cho trà nở phù hợp. Pha được trà ra rồi thì mình chắt ra một cái chén gọi là chén tống thì để cho trà nghỉ. Cho trà nghỉ hơi và mình mở cái nắp ấm ra để thoát cái khí, cho trà thoát cái khí. Và lúc nào mình uống thì mình lại chắt nước vào tiếp. Đầu tiên mình uống mình có cái cảm giác nó đắng nhẹ, vị chắt nhẹ. Sau đó khi uống vào mình cảm thấy nó rất chi là thơm. Sau đó là nó mát dịu và có cái vị thơm sâu ở trong miệng. Không chỉ có cảnh quan đẹp, cao nguyên Mộc Châu còn thu hút khách bởi những văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa. Từ những nếp nhà sàn truyền thống, ẩm thực dân tộc đến các điệu múa dân gian hay các lễ hội đều trở thành những trải nghiệm khó quên. Tất cả những điều này khiến du khách lưu luyến và nhiều lần trở lại với vùng đất cao nguyên này. Ngày 13 tháng 1, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có thư khen và quyết định tặng bằng khen cho Thiếu tá Đỗ Tiến Đức, Trung đoàn 929 Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân. Anh Đức được thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Phi công này đã xử lý tốt tình huống bất trắc trên không vào ngày 9 tháng 1 khi thực hành bay huấn luyện trở về sân bay Đà Nẵng thì gặp sự cố kỹ thuật. Máy bay phát nổ, bốc cháy và rơi xuống xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân. Thưa quý vị, nối tiếp thắng lợi từ vụ lúa thu đông 2023, nông dân ở Cần Thơ đang rất phấn khởi và kỳ vọng vào giá lúa vụ đông xuân năm 2023-2024 sẽ tiếp tục tăng. Hiện các trà lúa trên các cánh đồng ở Cần Thơ vẫn còn xanh, nhưng đã được nhiều thương lái đến đặt cọc mua với giá cao. Mặc dù hiện trà lúa của ông Lâm Văn Quý, quận Thốt Nốt chưa được 2 tháng và mới bắt đầu trổ bông, nhưng ông đã nhận tiền cọc của thương lái. Theo ông Quý, với giá bán 9.500 đồng 1kg là nông dân đã có lời. Vụ lúa đông xuân này, ông Quý gieo xạ 2 hectare giống lúa Đài Thơm 8. Ông Quý ước tính nếu năng suất mỗi công được 1 tấn lúa, trừ chi phí, ông còn lại khoảng 7 triệu đồng. Có 56 ngày à, chưa được 60 ngày mà đang chỗ vậy đó, mà lấy cọc trước từ nay 5 ngày rồi. Nó mà cò nó bỏ cọc, 9.500 ký mà bỏ cọc công 500. Chi phí mà 2 triệu ngoài gì mình còn lời khoảng 7 triệu. Trong khi đó là người phải đi thuê đất để canh tác lúa với chi phí mỗi năm là 24 triệu đồng cho 4 hectare, nên dẫu được thương lái thỏa thuận mỗi ký lúa Đài Thơm 8 giá 9.500 đồng, nhưng hiện anh Trương Văn Niêu vẫn chưa chốt bán. Anh Niêu kỳ vọng cuối vụ giá lúa còn cao hơn để có thêm chút lợi nhuận. Thương lái nó cũng có lại hỏi rồi mà chưa có giá, chưa có, mình cũng chưa có định giá được, hình ra cũng chưa có bán, nó đòi 9.500 mà chưa bán. Vì mấy vụ trước mình bán quá trời nó thấp, rồi sau này tới chừng cắt lúa nó lên đó,
Là thành ra năm nay mình để gần tới chín thao bán luôn. Lúa đông xuân 2023-2024 ở Cần Thơ, nông dân xuất giống trên 72.800 ha, thấp hơn so với cùng kỳ trên 2.000 ha. Các trò lúa chủ yếu đang trong giai đoạn làm đồng, trổ bông. Theo nông dân, vụ đông xuân năm nay, thời tiết thuận lợi, lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, các trò lúa trổ sớm là điều làm nông dân lo lắng về năng suất lúa. Đông xuân á, là nó trổ thứ này nè, là nó không năng sức. Càng trổ trễ chừng nào càng năng sức nấy. Mà năm nay sao trổ quá trời sớm mà lúa vẫn đẹp. Sau năm là lúa này là hơn một năm đó dàn giá. Nông dân năm nay thì nó yên tâm là cái giá đó. Còn cái trừ ra cái năng sức đó thôi. Chứ nông dân năm nay là phấn khởi cái vụ mà giá cả rồi. Nếu vụ đông xuân 2024 đạt năng suất như các năm trước và giá bán ở mức cao, sẽ là niềm vui lớn của người trồng lúa Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đó là động lực để nông dân tiếp tục với đồng ruộng cây lúa. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đưa vào quy định cứng đường cao tốc hoàn chỉnh phải có tối thiểu 2 làn xe cho mỗi chiều, tổng 4 làn xe chạy. Quy định này thay thế cho quy chuẩn hiện hành khi chỉ quy định đường cao tốc được thiết kế phù hợp với nhu cầu từng thời kỳ, không quy định số làn tối thiểu khi thiết kế ban đầu. Về tốc độ thiết kế của đường bộ cao tốc, dự thảo chỉ còn quy định 3 cấp tính theo tốc độ xe chạy là cấp 80 km/h, 100 km/h và 120 km/h. Về hệ thống thu phí cao tốc, bắt buộc phải thu phí tự động không dừng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp sau sự kiện hãng hàng không Cebu Pacific mở đường bay trực tiếp từ Manila, Philippines đến Đà Nẵng vào đầu tháng 12 vừa qua với tần suất 3 chuyến một tuần, nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đã được các doanh nghiệp du lịch ở miền Trung và phía nước bạn đặc biệt quan tâm. Mới đây, gần 60 doanh nghiệp lữ hành Philippines trong chuyến farm trip đến miền Trung đã được tổ chức thành công, mở ra cơ hội cho các điểm du lịch tại Quảng Nam nói chung và miền Trung nói riêng, giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch, chuỗi dịch vụ đặc trưng tại từng vùng miền cho khách du lịch Philippines thông qua các công ty lữ hành bán tour trong tương lai. Gần 60 công ty lữ hành Philippines vừa có hành trình 5 ngày 4 đêm tại nhiều điểm đến đặc trưng của Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Với nhiều khách trong đoàn, đây là lần đầu tiên họ tới với miền Trung, Việt Nam. Chuyến đi đã để lại những ấn tượng với Đại Nội Huế, Bà Nà, Đà Nẵng và đặc biệt ấn tượng với khu phố cổ Hội An. Và khi ghé thăm Moon River Hội An trong chương trình gặp gỡ do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với công ty du lịch duy nhất Đông Dương tổ chức, nhiều vị khách trong đoàn đã bày tỏ ấn tượng đặc biệt với điểm đến cuối cùng trước khi rời Việt Nam. Hello, I'm Dr. Leilani Agana, the founder. Tôi đã được trải nghiệm những điều tuyệt vời, cảnh sắc thiên nhiên phong phú của miền Trung Việt Nam, dịch vụ khách sạn rất tốt và đặc biệt là ẩm thực. Tôi khá ấn tượng với những gì đang có ở đây và tất cả cho tôi ý tưởng cho những sản phẩm phục vụ cho du khách và những kênh kết nối khác tại Philippines. Philippines có dân số 109 triệu dân, một quốc gia trong khối ASEAN gần gũi, thân thiện, tương đồng với đời sống văn hóa người Việt Nam. Thị trường tiềm năng này là một lựa chọn tốt với du lịch Quảng Nam, miền Trung ở thời điểm mà mọi cơ hội để hồi phục đều được chắc chiu. Và hoạt động kết nối đón khách đoàn farm trip từ Philippines được tăng cường kể từ khi hãng hàng không Cebu. Philippines có dân số là 109 triệu dân, khá tương đồng với người Việt, cũng như là cái thói quen tiêu dùng du lịch của họ cũng khá tương đồng với cái người Việt Nam. Về ẩm thực, về chính sách du lịch của hai nước khá cởi mở. Chúng ta cũng có cái thuận lợi là không có yêu cầu về visa cho các quốc tịch Philippines. Rồi bây giờ có một cái thuận lợi nữa đó là đường bay trực tiếp. Từ Manila về Philippines thì Manila về Đà Nẵng thì chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cho nên là nó cắt ngắn thời gian đi lại giữa hai quốc gia rất là thuận lợi. Đó là lý do rất là tốt để chúng ta mạnh mẽ xúc tiến cái thị trường Philippines và miền Trung. Sau 6 ngày 4 đêm đoàn đi tham quan các điểm tham quan chính tại Huế, Đà Nẵng, Hội An thì mọi người đánh giá rất là cao cái sản phẩm du lịch tại miền Trung. Chắc chắn là sau chuyến đi là sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn về cái vấn đề về tuyên truyền quảng bá
về những cái người đại sứ, người ta tham gia những cái đoàn này, người ta về, người ta sẽ tuyên truyền, người ta sẽ xây dựng sản phẩm tour, người ta sẽ giới thiệu du lịch Đà Nẵng và miền Trung. Trước mắt là thị trường gần và thị trường có những chuyến bay trực tiếp, đó là cực kỳ quan trọng cho cái việc xúc tiến. Dù chúng ta làm xúc tiến chứ nữa mà không có đường bay trực tiếp tới thì cái việc mà đưa khách về nó khó khăn hơn. Nhưng sau những cái chuyến bay trực tiếp từ những vùng Đông Nam Á cũng như các nước từ Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì ngành du lịch Quảng Nam cũng mong muốn là làm thế nào để tiếp cận xa hơn, ví dụ như thị trường Úc, thị trường châu Âu, thị trường Mỹ, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái bài toán nó phải dài và có một cái hạch rất cụ thể, vì trong giai đoạn Covid này mọi doanh nghiệp đều khó khăn, tất cả việc thị trường gần cũng là thị trường chủ yếu để chúng ta tiếp cận. Xác định đẩy mạnh quảng bá từ các đoàn farm trip tiếp tục là hướng đi trong việc xúc tiến thị trường khách quốc tế tiềm năng với du lịch miền Trung. Từ các thị trường mới thuận lợi ở gần như khu vực Đông Nam Á, với tiện ích của những chuyến bay trực tiếp đến Đà Nẵng và miền Trung chỉ chưa đến 3 giờ đồng hồ. Những thị trường mới ở xa hơn, thông qua các doanh nghiệp lữ hành, sẽ dễ dàng kết nối. Và như vậy, mục tiêu phục hồi và phát triển du lịch cũng không phải là chuyện khó. Chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc triển khai 13 trạm kiểm dịch quốc gia tại cảng và sân bay trên toàn quốc, bắt đầu tiến hành xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết. Đây là biện pháp tiếp theo việc bổ sung chỉ định sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cách ly đã ban hành cuối tháng 12 năm 2023. Xét nghiệm nhanh được tiến hành trên những bệnh nhân có triệu chứng và những người muốn được xét nghiệm. Tuy nhiên, xét nghiệm kit nhanh là một xét nghiệm đơn giản và nếu được xác nhận là dương tính, người bệnh phải đến cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm chuyên sâu. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, năm 2023, bệnh sốt xuất huyết đã nhanh chóng lây lan đến mức 5 triệu ca tại 86 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Hàn Quốc, từ năm 2022, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết cũng tăng lên do hoạt động du lịch nước ngoài dần được khôi phục. Năm ngoái, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp đôi lên 206 người so với một năm trước. Báo cáo du lịch toàn cầu mới được công bố dự đoán Cuba là một trong những điểm đến có giá trị hoạt động kinh doanh giải trí trong nước tăng 3 chữ số trong thập kỷ tới, với mức tăng trưởng ước tính 103%. Theo số liệu chính thức do Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba công bố, tính đến cuối tháng 9 năm 2023, nước này đã đón hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Số lượng du khách tăng 168,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều năm qua, ngành du lịch luôn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế Cuba, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân sở tại thông qua nguồn thu từ các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, di chuyển và chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, Cuba đang thu hút rất nhiều du khách từ Nga khi lượng khách từ đây đến quốc đảo Caribe trong năm 2023 cao gấp 3,4 lần so với năm 2022. Theo Bộ Du lịch Cuba, thời gian gần đây, các công ty nước ngoài đang ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào quốc đảo Caribe này, nhất là trong ngành công nghiệp không khói. Ấn Độ vừa khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất nước này ở thành phố Mumbai. Lễ khánh thành có sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi. Tại sự kiện khánh thành, Thủ tướng Modi cho rằng cây cầu mang tên Atan Setu thể hiện sức mạnh cơ sở hạ tầng của Ấn Độ và nhấn mạnh việc hướng tới một Ấn Độ phát triển. Ông cho biết đây là một trong 4 dự án cơ sở hạ tầng chính trong thành phố Mumbai có khả năng đi vào khai thác trong năm nay với tổng chi phí lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Cầu Atan Setu rộng 6 làn xe, dài 21,8 km, trong đó có 16,5 km trên biển, đã được xây dựng với chi phí hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Công trình này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Mumbai và thành phố vệ tinh Navi Mumbai từ 2 giờ xuống còn 20 phút. Một sự kiện có tính lịch sử đã diễn ra trong ngày 14 tháng 1 khi nữ hoàng Margaret II của Đan Mạch, vị quân chủ còn sống có thời gian tại vị lâu nhất tại châu Âu, sẽ chính thức thoái vị sau 52 năm trị vì. Những ngày qua, đường phố trên khắp thủ đô Copenhagen đã được trang hoàng rực rỡ để chào đón thời khắc lịch sử khi nữ hoàng Margaret II, 83 tuổi thoái vị và nhường ngôi cho thái tử Frederick, 56 tuổi. Để ghi dấu thời khắc trọng đại này, một số tiệm bánh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng những sản phẩm theo phong cách hoàng gia, cũng như những loại bánh có in tên vị vua mới của Đan Mạch, Frederick. Lễ thoái vị và kế vị ngai vàng diễn ra vào 20 giờ hôm ngày 14 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần 900 năm qua một vị quân chủ Đan Mạch thoái vị. Nữ hoàng Margaret II lên ngôi năm 1972, trở thành người tại vị lâu nhất ở châu Âu,
sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời hồi tháng 8 năm 2022. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. Đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 83 đến 98%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.